Vâng, xin chào các bác đến với kênh Kiên Xe Đạp. Và hôm nay em sẽ giới thiệu các bác một chiếc xe địa hình mountain bike đến từ thương hiệu của Gian. Đây là chiếc xe Gian XTC Alu X. Vâng. Với sử dụng nguyên một bộ group của Shimano DOJ, cả cụm phanh dầu cũng DOJ luôn các bác nhé. Được, vâng, bây giờ em sẽ vào đánh giá chiếc xe. Vâng, và đây là chiếc mẫu xe Gian XTC Alu X với trang bị bộ group của DOJ và giảm xóc hơi. Với tông màu là xanh đen. Mình sẽ lướt qua hình thức cho các bác đánh giá. Chiếc xe hình thức còn rất là tốt các bác nhé. Mẫu xe Gian XTC. Yên của WTB, yên dòng địa hình WTB làm yên rất là tốt các bạn nhé. Xe được trang bị củ đề của Shimano DOJ với 10 tầng đĩa. Đi cùng với Gian thì luôn là công nghệ làm nhôm Alu-X. Và chiếc xe này là Alu-X SL, cao cấp hơn Alu-X thông thường. SL là Superlight các bác nhé, là siêu nhẹ. Đùi đĩa trục rỗng của DOJ Shimano DOJ vì đã qua sử dụng nên là nó đã nhạt, không ảnh hưởng gì chất lượng của xe cả. Phía bên trên đây thì các bác thể nhìn thấy lốp là 26 x 2,25, cơ vành là 26 và lốp bản to 2,25 bác nhé. Lốp đầy đủ gai, lốp này còn đi được rất là lâu nữa mới để thay. Lốp Maxxis nó cũng rất là tốt. Và có thể thấy đây là Mayer của Shimano. Và phía đằng sau đây, bộ phanh đĩa dầu thủy lực của Shimano DOJ. Với mẫu xe XTC này em về cũng rất là nhiều rồi, nhưng mà để có được một chiếc xe mà đầy đủ một bộ group của Shimano DOJ cũng rất là khó. Và chiếc xe này được trang bị một bộ group của DOJ cộng với giảm xóc hơi. Và chiếc xe này chính hãng mới đi Tài Loan các bác nhé. Phía bên trên đây thì chiếc xe được trang bị khóa hành trình giảm xóc trên tay, các bác phải cúi xuống để khóa nữa, mà trên đây khóa ngay trên và mở đây, nó rất là tiện dụng khóa hành trình và giảm xóc hơi. Đây là lỗ bơm hơi các bác nhé, đây bơm hơi đây. Xe được trang bị bộ tay bấm xả cao cấp của Shimano DOJ 10 tốc độ và 3 tốc độ bên đĩa cho các bác là 30 tốc độ thay đổi. Cùng với đấy là bộ phanh đĩa dầu thủy lực của DOJ, đây là tay phanh của DOJ. Đây là phanh bên phanh trước của xe. Và đây là một số thông số của giảm xóc, vẫn còn nguyên tem trên xe.
bên dưới gầm xe. Vẫn đầy đủ các tem mã. Bây giờ sẽ vào đánh giá. Em sẽ đo chiều cao size đứng của xe trước. Xe có chiều cao không đứng là 41. Và ngang là 55 nhé. Khung ngang khá là dài, sẽ phù hợp với chiều cao từ 1m6 và 1m7 của cái xe này. Cái 10 tầng lip lên lip. Xuống lip. Rồi, phủ đề tất cả bộ group của DOG. Trên tay phải một đùi đĩa 3 tầng của DOG, đùi đĩa trục rỗng. Lên đĩa. Vâng, là bộ phanh đĩa dầu thủy lực của DOG. Phanh rất là vâng, em vừa đánh giá trong chiếc xe gian XTC Aloix. Chiếc xe được trang bị nguyên một bộ group, full group của Shimano DOG và giảm xóc hơi. Chiếc xe được bán tại cửa hàng mức giá là 11 triệu, miễn phí ship toàn quốc bảo hành 1 năm. Các bạn quan tâm nhắn tin Zalo 0975709993 để xem hình ảnh chi tiết chiếc xe. Lên YouTube theo dõi anh Kiên Xe Đạp và nhấn chiếc chuông để nhận những thông báo về những chiếc xe đạp có tại của em. Xin chào, cảm ơn các bác theo dõi video.